yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm. Đủ rồi. To lắm. Hàng gửi về. Không nào, rút điện thoại ra quay. Mấy đại gia đến bắt đàn điểu là còn được quay phim miễn phí. Đẩy. Rồi rồi, ok. Ê, không đi. Trơn. Bao nhiêu? 1465 à? Kệ nó, cái bọn này nó khỏe. Bữa nay là 1465 ấy. 1465 đấy là 0.5. Ơ, cái chuyện gì? Ba về Lan ơi. Ba về Quyền ạ. Mình ông bảo em có lại dính rồi, dính nhiều lần nó phải khỏe mới biết kiểu nữa. Không đấy, như này là ông cứ bắt chiếc như cái kiểu này là được thôi. Đá. Những thước phim không ở đâu có. đang live stream cho mấy bác này bắt về đà điểu về ăn Tết này. Làm con đà điểu ăn Tết về tận đâu nhỉ? Về Linh Bình ở đâu nhỉ? Mê Linh à? Mê Linh. Thấy chưa? Thấy chưa? Biết kiểu chưa? Đấy, thắng đóng đóng ấy. Rất đơn giản nhưng mà rất vẫn có bài. Không được vua. Lên phát đã làm mìm ngay. Đấy. Đấy, ngồi xe cho về Mê Linh. Mê Linh. Mê Linh vừa ra. Và để xem buộc không? Buộc cho. Không, cái này đi về nó ngơ ngơ ngác ngác mà. Nó có đàn nó thế. Mình cứ túm lấy cổ nó không làm gì mình nhỉ? Túm cổ là không bao giờ làm gì. To mà. Sướng. Không phải buộc đâu. Lấy dây buộc thì buộc thôi, mà khép một cánh vào cho nó khỏi, cho nó khỏi vướng cái giữ, khép một cái đứng một bên. Ông lát vẫn phải đóng không nên nhảy xuống không? Đi lại nhảy, cứ đóng tất vào. Đóng tất vào như... Đấy. Đóng vào. Đóng vào, cứ đóng hẳn vào. Mẹ nó nhảy xuống đi. Đóng lùi rồi xe kia để đóng cửa kia. Lấy cái... ấy, mấy cái... Nó nhảy xuống là không đỡ đâu. Ai nhảy. Thế là nó chắc là thịt luôn hay là tết thịt? Tết thịt. Tết thịt thì không thử mần luôn mà con, ông Tết lại lên ăn con nữa. Như bây giờ chưa biết được, về thì cứ cho ăn gì? Cứ ăn cỏ mới ăn cám ngô mới cám rau, rau cỏ mới ngũ cốc là được. Mê Linh Phúc đi từ đấy sang đây bao nhiêu cây? Xem lại luôn. Cái của mình phát lúc nào mà sao bây giờ mới vậy? À, đúng nào? Thôi kệ, cứ con nếu về thích kề lại thịt lại. Nó có cái cá của nó mà. Đấy.
Chốt vào rồi đi. Đây là con giống này là chất lượng nhất miền Bắc đây này. Bây giờ gửi này, gửi xuống Mỹ Đình này. Đấy, xong rồi Mỹ Đình họ sẽ chuyển đi các tỉnh miền Bắc. Những con giống như này là chuyển, những con giống như này là chuyển đảm bảo nhất. Anh em thân mến, đây là cái địa phận thuộc cửa hàng giới thiệu sản phẩm con đà điểu, là trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương. Thì hôm nay mình đang làm cái clip này để thông báo với tất cả các anh em, các bác nông dân đang quay con bò, con lợn sang với con đà điểu. Thì hiện giờ là các bác cũng rất là bỡ ngỡ. Thì cái kênh con giống của mình trên YouTube thì cũng có những cái video làm về cái cách xây dựng chuồng trại để nuôi con đà điểu, cũng như là cái tập tính, cũng như là cái một số những cái lưu ý trong quá trình chăn nuôi con đà điểu. Thì là mình sẽ phát triển một số những cái video tiếp theo để hoàn thiện những cái chương trình nông nghiệp nông thôn và cung cấp cái con giống ra thị trường. Thì giới thiệu với các bạn, đây là con đà điểu, nó là 3 cân một con, 3 cân một con và đã rất là khỏe mạnh, bông tơi đây. Thì hiện giờ là đang ở dề đường đó, các bạn có thể thấy là mình có thể zoom lại cái cơ quan của mình. Cơ quan đây là viện chăn nuôi bán thịt đà điểu và con giống chất lượng cao. Thì hiện giờ là nhân viên cũng bắt đầu đến giờ làm việc và họ sẽ thanh toán làm phiếu và họ sẽ, đây là cổng cơ quan này, nó đây là cơ quan này, nó thịt đà điểu này đó. Thì hiện giờ là cái xe ở trên bao vì là cái xe đá trông Mỹ Đình. Cái xe này là xe người nhà mình, thì họ sẽ nhận hai cái con đà điểu này. Họ sẽ nhận hai con đà điểu này, họ sẽ xuống thì họ sẽ sang xe để đi các tỉnh từ miền Nam, miền Trung và đến khu vực các tỉnh miền Bắc. Thì các bạn yên tâm là cái những con giống bên mình cung cấp ra thị trường là nó đều như thế này đổ lên. Nếu các bạn di chuyển đường dài thì các bạn nên lấy cái tầm như thế này. Các bạn đừng tham lấy cái loại 5 cân hay là 10 cân làm gì cả. Tại vì những con này dùng nhiều dù ít là nó đã rất là bông tơi khỏe mạnh và nó đã ăn uống rất là khỏe mạnh. Thì đã có những cái thuốc phòng và những có. Sau này thì các bạn về nuôi tầm này thì các bạn về chỉ tiêm một mũi Newcastle của gà nữa là ok. Thì còn các bạn sẽ về, các bạn sẽ, những con này là bên mình quản lý như sau. Đây là những cái mã số, đây là mã số được gắn vào con đà điểu. Đó, những cái con mã chip, con mã số này là nó quy định cái lô nào, con trống như nào, con mái như nào, cái mã số đây. Đây, con này cũng mã số này. Chứ không phải là mình tự tiện ấp lợn, mà đây là đây con mã số này. Bây giờ nó bóng, cái bằng phi này nó bóng. Thì các bạn có thể thấy là nó rất là ok. Đấy, thì các bạn căn cứ vào cái này thì các bạn có thể biết được đây là một đơn vị cung cấp con giống đà điểu tại Ba Vì thuộc khu vực miền Bắc, rất là uy tín về chất lượng con giống. Bởi vì các bạn đã hình dung con giống, các bạn bỏ tiền ra mua tầm trên dưới 2 triệu mà các bạn không, cũng là đồng tiền, nên các bạn phải tìm đến những cái nơi có cái thương hiệu, cũng như có cái đoàn thể, có cái tập thể, họ sẽ có những cái làm việc mang tính chất là chất lượng và uy tín lâu dài, thì không có cái kinh doanh theo kiểu như là chớp nhoáng. Thì các bạn có thể thấy là những con đà điểu như này là mình để vào cái thùng xốp như này, là mình để khoét lỗ như này, nó tạo cái độ thoáng, và nó đặc biệt là cái chân của nó dẫm vào đây, nó sẽ không bị hỏng móng. Con đà điểu nó chỉ có hai cái móng thôi, chứ gần như là nó để nó phục vụ cái việc chạy. Còn cái móng sát không đập theo chân để hai đấy, thì là nó không, nó sẽ tự, nó sẽ tiến hóa thì nó sẽ chạy nhanh. Con này là sống ở trên cát và cái nhiệt độ là 30 độ, trên dưới 30 độ. Thì các bạn thấy là nó cũng rất là đáng yêu, con đà điểu này rất là đáng yêu nhé.
nữa là mình sẽ nấu thùng xốp vào và chuyển cho các bác. Đây là con mái, đây là con trống. Gửi đi Mỹ Đình anh ạ. Vâng. Không, nó thay lông kìa. Như này là quá đẹp, bông tơi nhanh nhẹn, lứa quá đẹp. Ở thì khách hàng của em là toàn những người họ nuôi kiểu như một đôi chơi, một là thế, hai đây là ngắm nghía, một người thì 4 con, người thì 2 con. gần 3 cân. Viện chăn nuôi trung tâm nghiên cứu gia cầm. Bán thịt đà điểu, con giống chất lượng cao. Viện chăn nuôi trung tâm nghiên cứu gia cầm Thị Phương, trạm nghiên cứu chăn nuôi đà điểu. Cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Cơ quan. Trông này nó không nhảy ra nhỉ? Không phải, nó chưa nhảy được. Viện chăn nuôi trung tâm nghiên cứu gia cầm Thị Phương, trại nghiên cứu đà điểu Ba Vì. Đó. Đây là cơ quan này. Đấy. Các bà con khi liên hệ đến tổng đài bán con giống đà điểu, các bạn yên tâm, mình là phụ trách bên kinh doanh online trên mạng. Và cái công tác gửi đi như này là mình hứa đảm bảo là tuyệt đối 100%, chưa con nào bị hỏng hay bị chết hay bị lỗi chân gì cả. Rất là đảm bảo. Bên kia. Sang bên kia lấy.
Đây, đây xem. Chuyển cho ông này là số nào đây? Ông này là ông 0981120215. Đóng vào đi. Nghe rồi. Xe chuẩn bị qua rồi. Em quấn vòng quanh cái ấy mà. Đấy, quấn vòng quanh cái mép của nó mà. Ok, quý vị và các bạn nếu có nhu cầu đặt hàng những con đà điểu giống, quý vị các bạn liên hệ số tổng đài là 01635305982.